Xin chào các bạn. Phía trước của các bạn đang xem đây là chiếc xe Mio M3 2022, chiếc này Indo nha các bạn. Đó, anh khách hàng này đến với shop mình thì độ một quả billet GetBago 2.0 các bạn nha. Đó, ok ha. Khi chưa mở đèn lên nè các bạn. Mở đèn sương mù đi em, mở đèn sương mù giùm anh luôn. Sương mù á. Tắt giùm anh, tắt rồi mở đèn sương mù giùm anh. Đó. Vị khách hàng này chơi là vòng thiên thần là màu xanh ngọc mắt quỷ đỏ nha các bạn nha. Rất là ngầu luôn các bạn ơi. Cái ánh đèn này mình đã chỉnh vừa tầm rồi các bạn, chỉnh chuẩn rồi các bạn nha. Đó, ok. Ở chế độ đèn sương mù nè các bạn. Sương mù này. Đây là hai cái bóng đèn đờ mi thì mình anh khách hàng này đề nghị là thay luôn cái đèn màu trắng rồi các bạn nha. Ok. Xe này đã lên cái cụm của NVIS luôn các bạn, cụm mở đèn nha. Cái cụm zin của xe này thì nó chỉ có mở phá lên là đề máy lên đèn sáng có đúng không các bạn. Nhưng mà bây giờ là mình đã thay thế thành cái cụm NVIS luôn, có thể là mình tắt được cái ánh đèn này luôn các bạn nha, điều khiển được ánh đèn luôn. Ok, bây giờ em mở đèn chiếu sáng cho mình luôn em ơi. Code nè các bạn, nó pha đây. Ok. Rồi video này sau này là mà mình sẽ quay tắt đi. Rồi tắt nó luôn. Sẽ quay một ánh sáng test thử ánh sáng và cho các bạn xem tham khảo thêm ha. Rồi ok, bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình ha, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các bạn. Số điện thoại là 0346669686 nha. Cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh. Đó, đây là số điện thoại trên đây, mình có đăng ký Zalo các bạn, cứ inbox Zalo để mình tiện tư vấn cho các bạn nha. Đó, 0346669686 ha. Rồi ok. Quá đẹp luôn. Rất là ngầu luôn các bạn. Để mình quay cái cầm cho các bạn xem. Đây là cầm NVIS nè. Ủa cầm zin của em nãy đâu em? Cho anh mượn cầm zin này. Quý cầm zin đâu anh Quý? Không, nãy đưa cho anh em rồi. Đây là cầm NVIS, nó có thêm công tắc mở đèn nè các bạn. Đó. À, cầm zin nó rất là nó có thêm nó có đèn này, cầm zin nè, cầm zin thì nó chỉ có tắt đề zin thôi. Tắt đài, đó, thêm ok. Đây là thêm tắt máy tạm thời nhưng mà mình làm cho cái đờ mi rất là hợp lý luôn các bạn. Vô đờ mi rất là hợp lý, tắt đờ mi nè, mở đờ mi nè. Ok ha. Rồi cảm ơn các bạn. Chiếc xe này thì chạy được mới có được 119 cây các bạn ơi. 119 cây. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nhé. Cảm ơn nhiều.